Xin chào tất cả các bạn đã đến với King Kong Story. Và ở trong video lần này mình sẽ giới thiệu với các bạn về một số loại tiền xưa của Việt Nam sưu tầm, thì mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ phía của các bạn. Thì các bạn muốn biết thêm thông tin nào khác về các tờ tiền thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại mình đã để ở trên video này rồi. Thì đầu tiên ở trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn về cặp 30 đồng của Việt Nam phát hành ra. Đây chính là một trong những tờ tiền có mệnh giá siêu độc lạ của Việt Nam cũng như là ở trên thế giới. Đây, tờ 30 đồng đầu tiên đó chính là năm 1981. Các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của tờ tiền này còn rất là đẹp. Mặt trước là hình ảnh chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn mặt sau là hình ảnh của bến cảng Nhà Rồng. Đấy, là nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Và khi xoay ngược sáng thì các bạn có thể nhìn thấy này, hầu hết là chất lượng tiền vẫn còn rất là đẹp và cực kỳ là sáng. Đấy. Tờ tiền này thì nó có một điểm trừ, đó chính là cái phần rìa của tờ tiền đây. Phần ở phía dưới này thì nó có một số vết rách ở đây nhá, ở cái viền này này. Thì tờ tiền này mình bán với giá là 300.000 đồng, chất lượng còn rất là đẹp. Đấy, phải công nhận là tờ tiền này còn rất là đẹp. Tờ tiền năm 1981 30 đồng này được in ra nhằm bổ sung mệnh giá cho bộ thống nhất năm 1976. Đây là tờ tiền 30 đồng đầu tiên. Tờ tiền tiếp theo cũng là mệnh giá 30 đồng, đó chính là tờ tiền năm 1985, ở trong bộ năm 1985. Đấy, 30 đồng. Hình ảnh chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Còn mặt đằng sau là hình ảnh của bến cảng, đây là chợ Bến Thành. Đấy, thì tờ tiền này thì có một điểm là nó đã bị xước ở bên trên này nhá. Đấy, còn hoa văn họa tiết của tờ tiền này còn rất là ok. Bạn nào mua về ghép bộ cho tròn bộ thì vẫn còn rất là hay. Tờ tiền này thì chất lượng thì vẫn còn rất là sáng và đẹp. Và tờ tiền ở đây thì mình bán với giá là 370.000 đồng cho tờ tiền 30 đồng này, 370.000 đồng. Đấy. Một bộ Việt Nam thì gồm có hai, chỉ sản xuất ra hai tờ tiền 30 đồng duy nhất. Đây, đó chính là hai cái tờ tiền mà mình đang cầm ở trên tay. Tờ tiền 30 đồng đầu tiên 1981 này thì mình bán với giá là 300.000 đồng. Còn tờ tiền tiếp theo thì mình bán với giá là 370.000 đồng nhá. Rồi, tiếp tục thì mình lên với các bạn về tờ tiền 1.000 đồng in năm 1987. Đây, hình ảnh này, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, rất là đẹp. Mặt đằng sau đó chính là hình ảnh của khai thác than ở mỏ than Cẩm Phả, Quảng Ninh. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh khai thác than. Tờ tiền năm 1987 thì là một trong những tờ tiền mà có độ khan hiếm rất là nhiều ở trên thị trường, dẫn tới là giá trị sưu tập của nó là cũng tương đối là cao. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 400.000 đồng nhá, số series là 627. Đấy, 400.000 đồng cho cái tờ tiền 1.000 đồng này. Tiếp theo thì cũng năm 1987 thì có tờ 5.000 đồng in năm 1987. Mặt trước là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn mặt sau là hình ảnh của khai thác dầu khí ở trên mỏ dầu Bạch Hồ của Việt Nam. Tờ tiền này thì chất lượng còn mới gần như là tuyệt đối, mình bán với giá là 200.000 đồng cho các bạn sưu tầm tờ 5.000 đồng như thế này, giá là 200.000 đồng. Đấy, đây mình sẽ xoay ngược sáng cho các bạn xem này. Hình ảnh chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đấy, bóng chìm là chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rồi, tiếp theo thì lên với các bạn về tờ tiền 50 đồng in năm 1985. Đây, tờ 30 đồng này với lại tờ 50 đồng này thì nó cùng nằm trong một bộ tiền nhá. Đấy, tờ 50 đồng 1985 mặt trước này, mặt sau là hình ảnh của nhà máy đập thủy điện Thác Bà, một trong những công trình đập thủy điện lớn nhất của Việt Nam. 50 đồng, chất lượng thì các bạn cũng có thể nhìn thấy họa tiết hoa văn còn rõ ràng này, các góc cạnh còn rất là ok. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 70.000 đồng nhá, 70.000 đồng cho tờ tiền 50 đồng này. Rồi, tiếp theo là tờ tiền 100 đồng in năm 1948. Tờ tiền này thì là tờ tiền được sử dụng tại miền Bắc Việt Nam, và chất lượng liệu ở đây làm nên tờ tiền đó chính là chất liệu sấy rơm. Mặt trước và mặt sau của tờ tiền này còn rất là đẹp và rất là ok. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 270.000 đồng. Đấy, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đây, hình ảnh cho các bạn xem này, còn rất là đẹp và rất là rõ ràng, sắc nét. Xoay ngược sáng này, cho các bạn xem khi xoay ngược sáng. Đấy. Đây, không có vấn đề gì cả. Nó chỉ có một điểm trừ, đó chính là ở cái gì phía dưới này đã bị rách một tí thịt rồi. Không thì cái tờ tiền này cũng gọi là khá đẹp. Rồi, tiếp theo thì lên với các bạn về tờ tiền 5 đồng in năm 1948, cũng là cùng cái bộ 100 đồng như thế này này. Đấy. Thì tờ 5 đồng này mình bán với giá là 220.000 đồng nhá. Đây là một trong những tờ tiền hiếm hoi mà Việt Nam sản xuất theo chiều dọc.
Thường thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ sản xuất theo chiều ngang, tuy nhiên tờ tiền này thì lại sản xuất theo chiều dọc, nó tạo nên sự khác biệt lớn nhất ở trong tờ tiền. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 220.000 đồng thôi nhá. Rồi, tiếp theo thì ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về những tờ tiền ở trong bộ năm 1976, hay một số người còn gọi là bộ tiền thống nhất ấy. Tờ tiền bộ thống nhất này thì gồm có các mệnh giá là 5 hào này, 5 đồng này, 1 đồng, 1 đồng, 10 đồng và 20 đồng, 50 đồng. Đấy, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu lần lượt từng mệnh giá cho các bạn theo dõi. Đầu tiên là tờ tiền 5 hào, mặt đằng trước hình ảnh quốc huy thôi, mặt đằng sau đó chính là Bến Tre. Ghe chở dừa ở Bến Tre. Tờ tiền 5 hào này thì mình bán với giá là 45.000 đồng nhá. 45.000 đồng cho tờ tiền 5 hào như thế này, chất lượng còn rất là đẹp và ok. Tiếp nữa là đến mệnh giá nhỏ thứ hai là tờ tiền 1 đồng, số seri là 9892. Mặt trước vẫn là quốc huy, còn mặt sau là hình ảnh của khai thác. Tờ tiền này, hình ảnh này không phải là hình ảnh khai thác mà là nhà máy sản xuất gang thép Thái Nguyên. Đấy, một trong những cái nôi của nền công nghiệp luyện kim của Việt Nam. 1 đồng in năm 1976. Đây, năm in ở trên tờ tiền các bạn có thể nhìn thấy. Tờ tiền 1 đồng này thì mình bán với giá là 50.000 đồng nhá. Rồi, mệnh giá tiếp theo đó chính là tờ tiền 5 đồng. Đấy, tờ tiền 5 đồng, mặt trước và mặt sau. Mặt sau là hình ảnh của việc là khai thác cá hay là đưa cá về trên các bến. Tờ 5 đồng, năm in 1976, chất lượng còn rất là ok. Tờ tiền 5 đồng này thì mình cũng bán với giá là 50.000 đồng. Rồi, tiếp theo là tới tờ 10 đồng. Đấy, tờ 10 đồng, số seri là 8090. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 90.000 đồng nhá. Mặt đằng sau là hình ảnh của voi kéo gỗ ở Tây Nguyên. Chất lượng thì vẫn còn rất là ok, rất là sáng và đẹp. Đấy, phải công nhận là tờ tiền 10 đồng này mình sưu tầm được thì nó vẫn còn sáng và đẹp. Tuy nhiên là cũng giới thiệu với các bạn luôn, đó chính là nó đi bị gấp ở trong giữa, một cái vết gấp rất nhẹ ở trong giữa. Rồi, sau tờ 10 đồng thì tới mệnh giá lớn thứ hai ở trong bộ tiền này, đó chính là 20 đồng, in năm 1976. Mặt trước là chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng mà lúc này các bạn có thể nhìn thấy là chân dung của Bác đang chụp nghiêng. Đây là một trong những tờ tiền hiếm hoi mà chân dung Bác chụp nghiêng. Việt Nam gồm có 3 tờ tiền mà chân dung Bác chụp nghiêng, mình sẽ giới thiệu luôn ở trong video ngày hôm nay. Đó chính là tờ tiền, đầu tiên là tờ tiền 10 đồng này. Đấy, chân dung Bác chụp nghiêng. Tờ tiền thứ hai là tờ tiền 20 đồng. Và tờ tiền cuối cùng thì chắc hẳn là ai cũng rõ rồi, đó chính là tờ tiền 10.000 đỏ. Đây, mình sẽ lấy tờ tiền 10.000 đỏ cho các bạn theo dõi này. Đây, 3 tờ tiền này là tờ tiền mà chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Bác chụp nghiêng. Đấy, đấy, duy nhất của Việt Nam. Rồi, tờ tiền 20 đồng này thì mình bán với giá là 120.000 đồng nhá. 120.000 đồng, chất lượng thì còn rất là đẹp và ok. Và cuối cùng, mệnh giá cao nhất ở trong bộ năm 1976, đó chính là tờ tiền 50 đồng, mặt trước và mặt sau của tờ tiền này. Đây cũng là tờ tiền mà hình ảnh này, đây là xây dựng nhà máy thủy điện Sông Đà, nhà máy thủy điện Thác Bà. Đấy, 50 đồng 1976, mặt trước và mặt sau. Tờ tiền 50 đồng này thì mình bán với giá là 70.000 đồng. Đấy, chất lượng còn rất là đẹp và ok đấy, 70.000 đồng. Rồi, đấy là bộ tiền năm 1976. Còn tiếp theo thì mình giới thiệu với các bạn về bộ tiền năm 1966. Thực ra thì gọi là bộ tiền thì chưa phải, tại vì nó còn thiếu tờ tiền có mệnh giá cao nhất là tờ tiền mệnh giá 50 đồng. Thì mình sưu tầm còn thiếu mỗi tờ tiền đấy thôi. Thì bây giờ mình cũng giới thiệu luôn cho các bạn tiện theo dõi. Đầu tiên sẽ là tờ tiền nhỏ nhất, mệnh giá nhỏ nhất là 10 xu, in năm 1976. Chất lượng thì còn rất là ok. 10 xu này thì mình bán với giá là 60.000 đồng nhá. 60.000 đồng cho cái tờ tiền 10 xu bé con nằm trong lòng bàn tay. Rồi, tiếp theo tờ tiền mệnh giá nhỏ tiếp theo là tờ tiền 20 xu. Đấy, 20 xu. Hình ảnh của đoàn quân đang di chuyển này, 20 xu. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 50.000 đồng, chất lượng thì vẫn còn rất là đẹp và ok. Rồi, tiếp nữa thì đến 20 xu rồi thì đến 50 xu, chất lượng thì như là các bạn có thể nhìn thấy này, vẫn còn rất là đẹp. Đấy, các góc cạnh thì vẫn còn rất là ok, tuy nhiên là có một vết gập tương đối rõ ràng ở trên tờ tiền. Đây. Đấy. Tuy nhiên là tờ tiền 50 xu này lại có giá trị sưu tầm khá là cao. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 120.000 đồng nhá. 120.000 đồng cho tờ tiền 50 xu này. Rồi, tiếp theo là tờ tiền 1 đồng in năm 1966. Mặt đằng sau là hình ảnh của ghe chở dừa ở Bến Tre, vẫn là tỉnh Bến Tre, nơi có phong trào đồng khởi Bến Tre. Mặt đằng trước là hình ảnh của
người dân đang gặt lúa ở trên cánh đồng. Tờ tiền một đồng này thì mình bán với giá là 60.000 đồng cho tờ tiền một đồng này. Tiếp theo là tờ tiền 2 đồng. Đấy, một đồng rồi đến 2 đồng. Tờ tiền này các bạn có thể nhìn thấy này, quang cảnh của một trận chiến thắng. Đấy, đoàn dân quân của chúng ta đang cùng nhau chúc mừng chiến thắng. Máy bay của địch đang bốc khói. Tờ tiền còn khá là đẹp mặt đằng sau đây. Tờ tiền 2 đồng này thì mình bán với giá là 80.000 đồng nhá. 80.000 đồng cho tờ tiền 2 đồng này. Mệnh giá lớn tiếp theo nữa đó chính là tờ tiền 5 đồng. Đây, hình ảnh chiến thắng. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Và mặt đằng sau này, mặt đằng trước, đây chính là mặt đằng trước này, hình ảnh của các cô công nhân ở trong nhà máy sợi dệt Nam Định. Nhìn cái hình ảnh này rất giống với lại tờ tiền 2.000 đồng mà chúng ta đang tiêu hàng ngày. Cũng có các hình ảnh của các cô công nhân ở trong nhà máy dệt Nam Định. Đây, mặt đằng sau của tờ tiền khá là ok. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 80.000 đồng nhá, 80.000 đồng. Và cuối cùng ở trong cái bộ tiền này mà mình đã sưu tập được đó chính là tờ tiền 10 đồng. Đây, mặt trước và mặt sau của tờ tiền này, chất lượng thì nó không còn được mới nữa, thì nó đã bị một vết gập rất là nặng ở trên tờ tiền này rồi. Tuy nhiên rằng là sưu tầm thì vẫn còn ok. Và tờ tiền này thì mình bán với giá là 120.000 đồng, chất lượng được như thế này thôi ạ. Loại này thì khá là hiếm ở trên thị trường rồi. Đấy, 120.000 đồng. Đấy là một số tờ tiền ở trong bộ năm 1966. Và bây giờ cuối cùng ở trong video ngày hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn về tờ tiền 10 đồng cụ mượt năm 1958. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 130.000 đồng nhá, 130.000 đồng. Chất lượng thì vẫn còn ok. Chỉ điểm trừ duy nhất đó chính là cái vết cập ở trong giữa như thế này, nó khá là rõ ràng. Đấy. Như vậy ở trong video ngày hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn về một số tờ tiền như vậy, thì mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ phía của các bạn. Thì các bạn muốn biết thêm thông tin về các tờ tiền thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại mình đã để ở trên video này rồi. Còn bây giờ thì mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.